đặc biệt là trong những cái buổi châu cơ. Là bộ đội chuẩn bị rất là kỹ, từ quân phục rồi tác phong rồi chọn người đọc 10 lời thề. Đọc cái 10 lời thề thì rất là bồi hồi, có một cái cảm xúc rất khó tả. Xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Một, hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi cũng hứa với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân rằng luôn luôn vững chắc tay súng bảo vệ bầu trời, bảo vệ vùng biển được bình yên. Những năm đầu đời.